Trong bản tin mới nhất về dịch COVID-19 sáng ngày 5 tháng 3, xin kính mời quý vị và các bạn đến với tin tức nóng nhất sau đây. Tin nóng, ca mắc COVID-19 tăng cao chưa từng có, cả nước ghi nhận thêm 125.568 ca nhiễm, gần 100 ca tử vong. Hà Nội lập đỉnh mới với 21.396 ca COVID-19, hơn 1.000 F0 nặng và nguy kịch. Báo động 72 trên 111 xã ở Bình Phước đỏ rực, nguy cơ dịch cấp độ 4. F0 Tây Ninh tăng đột biến sau thời gian giảm mạnh. Và sau đây xin kính mời quý vị đến với nội dung chi tiết. Mở đầu là tin nóng, ca mắc COVID-19 tăng cao chưa từng có, cả nước ghi nhận thêm 125.568 ca nhiễm, gần 100 ca tử vong. Thưa quý vị, theo thông tin từ Bộ Y tế, tính đến 18 giờ ngày 4 tháng 3, Việt Nam phát hiện thêm 125.587 ca nhiễm, trong đó 19 người nhập cảnh, 125.568 ca ghi nhận trong nước. Như vậy, số ca nhiễm ngày 4 tháng 3 tăng hơn 6.788 ca so với ngày trước đó. 63 tỉnh, thành phố ghi nhận ca nhiễm, trong đó 79.992 F0 được phát hiện tại cộng đồng. Đây là ngày thứ 3 liên tiếp số ca mắc mới tại Việt Nam ở ngưỡng 100.000. Sở Y tế Bắc Ninh ngày 4 tháng 3 đăng ký bổ sung thêm 29.074 ca F0 và Sở Y tế Quảng Ninh đăng ký bổ sung 18.970 ca trên hệ thống quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 sau khi rà soát bổ sung đầy đủ thông tin. Như vậy là tính thêm số lượng mà các địa phương đăng ký bổ sung thì tổng ca nhiễm trong ngày 4 tháng 3 tại Việt Nam 173.612 F0. Đô thị số ca nhiễm mới tại Hà Nội vẫn trên đà tăng mạnh. Từ 26 tháng 2 đến nay, số lượng ca nhiễm phát hiện trong ngày tại thành phố này vượt ngưỡng 10.000 trường hợp. Trong 7 ngày qua, số ca mắc tại Hà Nội là trên 100.000 người. Trung bình mỗi ngày, thành phố phát hiện gần 15.000 người bị lây nhiễm. Nghệ An 6.657, Bắc Ninh 6.011 là hai địa phương có số lượng ca nhiễm cao nhất sau Hà Nội. Đáng chú ý, thành phố Hồ Chí Minh và Bình Dương đang ghi nhận sự gia tăng số ca mắc rất nhanh. Ngày 4 tháng 3, Bình Dương có 3.201 F0, thành phố Hồ Chí Minh công bố 3.070 ca dương tính. Trung bình số ca nhiễm mới trong nước ghi nhận trong 7 ngày qua 101.812 ca một ngày. Kể từ đầu dịch đến nay, Việt Nam có 4.059.262 ca nhiễm, đứng thứ 30 trên 225 quốc gia và vùng lãnh thổ. Riêng đợt dịch thứ tư, từ 27 tháng 4 năm 2021 đến nay, số ca nhiễm ghi nhận trong nước là 4.051.832 ca. Về tình hình điều trị, thưa quý vị, theo thông tin từ Bộ Y tế thì trong ngày 4 tháng 3, cả nước có 38.911 người được công bố khỏi COVID-19, nâng tổng số người được điều trị khỏi đến nay là 2.589.436. Cả nước vẫn còn 4.246 bệnh nhân COVID-19 nặng đang được điều trị, trong đó thì 3.418 người thở oxy mask, 421 người thở oxy dòng cao HFNC, 104 người thở máy không xâm lấn, 294 trường hợp thở máy xâm lấn và 9 bệnh nhân được can thiệp ECMO. Từ 17:30 ngày 3 tháng 3 đến 17:30 ngày 4 tháng 3, Việt Nam ghi nhận 97 ca tử vong, trong đó Hà Nội có số lượng nhiều nhất với 18 trường hợp, thành phố Hồ Chí Minh ghi nhận 2 trường hợp. Các bệnh nhân khác ghi nhận tại Nam Định 14 ca trong 2 ngày, Quảng Nam 9 ca, Nghệ An 6 ca, Thái Nguyên 6 ca, Đà Nẵng 5 ca, Hà Giang 3 ca, Quảng Bình 3 ca, Bình Phước 2 ca, Bình Thuận 2 ca, Đắk Lắk 2 ca, Đồng Tháp 2 ca, Gia Lai 2 ca, Hòa Bình 2 ca, Kiên Giang 2 ca, Lào Cai 2 ca, Phú Thọ 2 ca, Quảng Ninh 2 ca, Tây Ninh 2 ca, An Giang 1 ca, Bắc Ninh 1 ca, Bình Dương 1 ca, Cà Mau 1 ca, Cao Bằng 1 ca, Đắk Nông 1 ca, Hậu Giang 1 ca, Ninh Bình 1 ca, Yên Bái 1 ca. Trung bình số tử vong ghi nhận trong 7 ngày qua 97 ca. Tổng số ca tử vong do COVID-19 tại Việt Nam tính đến nay là 40.644 ca, chiếm tỷ lệ 1% so với tổng số ca nhiễm. Về tiến độ tiêm chủng, trong ngày 3 tháng 3 có 645.805 liều vaccine phòng COVID-19 được tiêm. Như vậy là tổng số liều vaccine được tiêm là 196.320.242 liều. Trong đó, số liều tiêm cho người từ 18 tuổi trở lên 179.519.139 liều. Mũi 1 là 70.803.561 liều. Mũi 2 là hơn 67,5 triệu liều. Mũi 3 là hơn 1,4 triệu liều. Mũi bổ sung là 14,1 triệu liều. Mũi nhắc lại là hơn 25,6 triệu liều. Số liều tiêm cho trẻ từ 12 đến 17 tuổi là hơn 16,8 triệu liều, bao gồm mũi 1 hơn 8,6 triệu liều, mũi 2 hơn 8,1 triệu liều. Tại họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 2 năm 2022,
Thủ tướng giao Bộ Y tế đánh giá chính xác tình hình dịch bệnh, có các biện pháp phù hợp, hiệu quả để tiến tới bình thường hóa với dịch bệnh, xem COVID-19 là bệnh đặc hữu. Dịch COVID-19 đang lây lan nhanh trên khắp cả nước với nhiều ổ dịch và chuỗi lây nhiễm trong cộng đồng, nhiều nhất ở các thành phố lớn và khu vực phía Bắc. Bên cạnh đó, một số địa phương chưa quyết liệt trong đẩy mạnh tiêm chủng. Đáng chú ý, một số địa phương xuất hiện tình trạng loạn giá thuốc, trang thiết bị y tế phòng chống dịch. Tín hiệu lạc quan đó là tỷ lệ chuyển nặng, ca tử vong đang được kiểm soát và kéo giảm ở mức thấp dù số ca nhiễm mới tăng cao. Chuyển sang tin tiếp theo, Hà Nội lập đỉnh mới với 21.396 ca COVID-19, hơn 1.000 F0 nặng và nguy kịch. Tối ngày 4 tháng 3, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật CDC Hà Nội thông tin thành phố thêm 21.393 ca COVID-19, tổng số ca mắc trong đợt dịch 4 343.618 trường hợp. Cũng theo CDC Hà Nội, trong số 21.396 ca COVID-19 mắc mới, có 8.870 ca cộng đồng, 12.526 F0 đã cách ly. Các bệnh nhân phân bố tại 532 xã phường thị trấn thuộc 30 trên 30 quận huyện thị xã. Một số quận huyện ghi nhận nhiều bệnh nhân trong ngày: Nam Từ Liêm 1.117, Mê Linh 1.046, Thanh Trì 1.023, Thanh Xuân 944, Quốc Oai 870. Như vậy, cộng dồn số ca mắc tại Hà Nội trong đợt dịch 4 từ 29 tháng 4 năm 2021 đến nay là 343.618 ca. Theo Cục Quản lý Khám Chữa Bệnh Bộ Y tế, Hà Nội đang có 6.057 F0 điều trị ở bệnh viện. Trong số các F0 ở bệnh viện, có 993 bệnh nhân nhẹ, không triệu chứng là 4.053 F0 ở mức độ trung bình, 1.011 F0 nặng nguy kịch. Cục Quản lý Khám Chữa Bệnh thông tin số tử vong cộng dồn của Hà Nội 1.170 trường hợp, tỷ lệ tử vong trên mắc là 0,4%. Trong bối cảnh ca mắc tăng cao, tại phiên họp giao ban ngày 27 tháng 2, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Chu Ngọc Anh, trưởng ban chỉ đạo thành phố về công tác phòng chống dịch COVID-19, yêu cầu những địa bàn có mật độ dân cư đông cần đánh giá ngay khả năng đáp ứng tư vấn, chăm sóc người nhiễm COVID-19 của mỗi cán bộ, nhân viên y tế. Có biện pháp huy động thêm lực lượng tình nguyện, bác sĩ đã nghỉ hưu, các cơ sở y tế ngoài công lập trên địa bàn cùng tham gia, đảm bảo người dân được đáp ứng y tế sớm nhất, kịp thời chuyển tầng, hạn chế tối đa các ca chuyển nặng. Trao đổi với phóng viên, đại diện Sở Y tế Hà Nội cho biết hiện nay, nhiều bệnh viện, phòng khám tư nhân đang tham gia tích cực vào công tác phòng chống dịch. Đặc biệt ở một số địa bàn, các phòng khám trở thành trạm y tế lưu động như quận Đống Đa, y bác sĩ từ cơ sở tư nhân trực tiếp tham gia hỗ trợ, tư vấn cho F0 điều trị tại nhà. Chuyển sang tin báo động, 72 trên 111 xã Bình Phước đỏ rực, nguy cơ dịch cấp độ 4. Thưa quý vị, ngày 4 tháng 3, Sở Y tế tỉnh Bình Phước đã có văn bản hỏa tốc về phân loại cấp độ dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh. Theo phân loại cấp độ dịch của Sở Y tế tỉnh Bình Phước, hiện tỉnh này đang có nguy cơ dịch cấp độ 3. Đáng chú ý, toàn tỉnh hiện có 72 trên 111 xã có nguy cơ dịch cấp độ 4, chiếm 64,8%, 37 trên 111 số xã có nguy cơ dịch cấp độ 2 và 3, chiếm 33,3%, chỉ có 2 trên 111 xã có nguy cơ dịch cấp độ 1. Theo thống kê của Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật CDC tỉnh Bình Phước, từ 27 tháng 2 đến hết ngày 3 tháng 3, toàn tỉnh ghi nhận thêm gần 7.000 ca nhiễm COVID-19 mới. Riêng ngày 3 tháng 3, toàn tỉnh ghi nhận 1.958 ca nhiễm mới. Toàn tỉnh hiện có 227 bệnh nhân COVID-19 tử vong, còn 11.759 F0 đang được điều trị. Theo chỉ đạo của Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Phước, đối với các địa phương có dịch cấp độ 4, các trường học sẽ quay trở lại dạy học trực tuyến. Các hoạt động nhà hàng, quán ăn, dịch vụ karaoke, vũ trường và cả bán vé số tạm dừng hoạt động nhằm đảm bảo phòng chống dịch. Cũng trong ngày 4 tháng 3, Sở Y tế Bình Phước thông báo các cơ sở đủ điều kiện mua bán sinh phẩm xét nghiệm nhanh kháng nguyên COVID-19 trên địa bàn. Theo đó, toàn tỉnh hiện có 10 cơ sở đủ điều kiện mua bán sinh phẩm xét nghiệm nhanh kháng nguyên COVID-19, trong đó tại thành phố Đồng Xoài 8 cơ sở và thị xã Bình Long 2 cơ sở. Trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, UBND tỉnh Bình Phước cũng đã chỉ đạo Sở Y tế đẩy mạnh việc tổ chức tiêm vaccine mũi 3 cho người dân từ 18 tuổi trở lên, hoàn thành trong quý 1 năm 2022. Tiếp tục rà soát, khẩn trương hoàn thành tiêm mũi 2 cho trẻ từ 12 đến dưới 18 tuổi, chuẩn bị sẵn sàng mọi điều kiện về cơ sở vật chất, trang thiết bị, nhân lực để tiêm chủng cho trẻ em từ 5 đến dưới 12 tuổi ngay sau khi được cung ứng vaccine phòng COVID-19. Tin tiếp theo, F0 Tây Ninh tăng đột biến sau thời gian giảm mạnh.
Thưa quý vị, ngày 4 tháng 3, theo Sở Chỉ huy Phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Tây Ninh, sau thời gian dài giảm nhiệt, số ca F0 đã tăng đột biến lập đỉnh mới. Ghi nhận trong ngày 3 tháng 3, địa phương có 698 ca mắc COVID-19, tăng 233 ca so với một ngày trước đó. Tổng số ca mắc COVID-19 cộng dồn đến thời điểm hiện tại ở tỉnh này 103.253 ca, trong đó 842 ca tử vong. Hiện Tây Ninh đang điều trị cho 2.798 người mắc COVID-19, trong đó có 2.659 F0 đang điều trị tại nhà. Cũng theo Sở Chỉ huy Phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Tây Ninh, hiện tình hình dịch bệnh đang được kiểm soát tốt ở địa phương này khi số ca tử vong nhiều ngày vẫn ghi nhận ở con số 0. Hiện các hoạt động kinh tế xã hội ở tỉnh Tây Ninh đang dần hồi phục sau khi địa phương này mở cửa trở lại khi dịch COVID-19 được kiểm soát. Đáng nói, ngành du lịch Tây Ninh đang thu hút mạnh từ dịp Tết Nguyên đán đến nay, đặc biệt ấn tượng với khu du lịch quốc gia núi Bà Đen. Mới đây, Tổ chức Kỷ lục Châu Á và Tổ chức Kỷ lục Việt Nam trao chứng nhận kỷ lục tượng Phật Bà bằng đồng cao nhất châu Á tọa lạc trên đỉnh núi. Sau một năm bị trì hoãn do ảnh hưởng của dịch COVID-19, đây là công trình tuyệt đẹp nằm trên độ cao 986m, tọa lạc ở đỉnh núi Bà Đen, tượng cao 72m được đúc bằng 170 tấn đồng đỏ.